kiểu tóc được anh em yêu cầu nhiều nhất trong những ngày không khí lạnh tràn về miền Bắc đầu tiên. Hello mấy anh em nhá, ngày hôm nay thì xưởng tóc Napoli lên cho anh em cái kiểu tóc size part 37 uốn. Thời tiết của Hà Nội thì cũng đã dần về cuối thu, cũng chính là lúc mà anh em nuôi tóc dài nhiều hơn. Thế anh em nào mà đang muốn chuyển đổi qua cái kiểu tóc size part thì cùng tham khảo ngay nhé.